nhất kìa gió nổi ngày chín tám mùa mười chủ đề là nội dung nhãn hòa. Nội dung nhãn hòa là voice AI. Nội dung nhãn hòa là quan trọng khi chúng ta học ngôn ngữ, chúng ta can thiệp nội dung khi chúng ta học ngôn ngữ. Sử dụng AI là tốt nhất, phương pháp tốt nhất. Sử dụng AI là tối giản nhất. Chúng ta có thể thiên thích tối giản để sử dụng AI có nội dung nhãn hóa. Nhãn hóa là quan trọng vì chúng ta có thể nói về sở thích của nhãn hóa cùng nhau quan tâm càng nhau là quan trọng nên nội dung nhãn hóa là tốt nhất. Phương pháp này là quan trọng nên chúng ta có thể sử dụng AI để có nội dung nhãn hóa nên chúng ta có thể học voice nội dung web voice nên tôi đã học tiếng Việt. Tôi đã học tiếng Việt là tôi có thể học tiếng Việt tôi có thể sử dụng nội dung nhãn hóa cho mình nên tôi có thể có quan tâm để tìm nội dung nhân hòa của mình cho mình nên mình nên tôi có thể sử dụng nhân hòa là quan trọng khi chúng ta có thể sử dụng AI. AI can giúp chúng ta có thể nội dung nhãn hóa nên AI có thể giúp chúng ta học nội dung nhãn hóa nên sản phẩm này là quan trọng tuyệt vời nên tôi học bằng trao đổi ngôn ngữ trực tuyến với đối tác nên tôi có thể học với cháu về tiếng Việt. Tôi yêu cầu tôi đã yêu cầu cháu về để tìm nội dung nhân hòa của mình cho mình nên cô ơi có thể tìm nội dung nhân hòa nên chúng ta có thể sử dụng AI nên chúng ta có thể sử dụng AI nên chúng ta có thể sử dụng AI nên chúng ta sử dụng nội dung nhân hòa với AI nên có thể nên chúng ta có trao đổi ngôn ngữ trực tuyến có AI có thể giúp chúng ta có nội dung nhãn hóa với AI nên sản phẩm này là tốt nhất, quan trọng tốt nhất nên tôi đã về nội dung nhãn hóa với AI để sử dụng AI để hút ngôn ngữ ví dụ tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Anh. Tôi đã nói về nội dung nhắn khoản vô AI nên tôi có chia sẻ nên chia sẻ đến tôi có nội dung nhắn khoản
đốt trao lỗi cào hôi về cào hồi bôi su trường của nội dung dương nội dung dương nội nên tôi có kết quả là trao lỗi nhập về vô ngồi nay tay sau là nhắn hỏa và nhắn hỏa nội dung và nhắn hỏa trong học tập thức chuyển và vôi và tàu cho lồi ai ai có tân hoa tôi đã nói về nội dung nhắn hỏa vôi sử dụng AI dịch tôi sẽ đọc thiên hẳn để cô viết chữ nên tôi có thể đọc tiếng Việt học tiếng Việt để học tiếng Việt tôi đọc thiên hẳn tôi sẽ túc tình nhắc về vô nói ngay trên tăng một mười hôm nay này trên tăng một mười tôi muốn nhắc lên một bài chữ quan trọng nội dung chung cá nhân hóa trong học tập là một cái căn nhất quan trọng rất quan trọng căn nhân hóa nội dung là điều cần thiết khi chúng ta học hỏi và phát triển, đặc biệt khi sử dụng AI về cá nhân hóa nội dung có thể mang lại hiệu quả cao hơn.
À, tại sao ca nhãn hóa nội dung lại quan trọng? Ca nhãn hóa nội dung cho phép chúng ta điều chỉnh tài liệu phức tạp dựa trên nhu cầu, sở thích và mục tiêu của mỗi cá nhân. Điều này làm cho việc học cho nên thú vị và liên quan hơn đối với từng người học bằng các ngày. Chúng ta có thể tập trung vào những chuyện quan trọng phù hợp với khả năng và mục tiêu cá nhân. Làm thế nào để AI hỗ trợ cá nhân hóa nội dung? AI có thể giúp chúng ta dễ dàng hơn trong việc cá nhân hóa nội dung học tập. Ví dụ, AI có thể phân tích thói quen học tập của chúng ta, yêu đồ cho là cố ý và tài liệu phù hợp nhất. Bằng cách sử dụng AI, chúng ta có thể nhận chung tìm được các tài liệu sử dụng và bài tập luôn các phù hợp với dùng cá nhân, giúp tôi ưu hóa quá trình học tập. Cá nhân hóa trong học tập thực truyền, cá nhân hóa nội dung trong học tập thực truyền là vô cùng quan trọng khi học qua các nền tảng thực truyền. AI có thể giúp chúng ta chọn lọc tài liệu phù hợp với sở thích và mục tiêu của mình. Điều này giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả học tập và làm cho quá trình học cho nên thú vị hơn. Cao hơi và câu trả lời. Tại sao cá nhân hóa nội dung lại quan trọng khi học tập? Cá nhân hóa nội dung quan trọng vì nó giúp mỗi người học tập trung cao các kiến thức và kỹ năng phù hợp nhất với hồ kỳ nội dung học tập điều chỉnh theo nhu cầu cá nhân, việc học trở nên hiệu quả hơn, thú vị hơn và giúp chúng ta phát triển nhanh chóng. Ai có thể hỗ trợ cá nhân hóa nội dung học tập như thế nào? AI có thể phân tích dữ liệu học tập của mỗi cá nhân và đề xuất các tài liệu hoặc bài tập phù hợp với mục tiêu và khả năng của hồ. AI không có cũng có thể giúp tự động hóa việc điều chỉnh nội dung, giúp nhồi học tối ưu hóa quá trình học mà không cần quá nhiều nỗ lực. Tiêu phía hộ làm thế nào để ứng dụng cá nhân hóa nội dung trong học tập thực truyền? Trong học tập trực truyền, AI có thể phát triển sở thích bao nhiêu cao của ngôi học để cung cấp nội dung liên quan. Điều này giúp học viên học những gì cần thiết và chắc là vì tôi rằng bao nhiêu nội dung không phù hợp. Xong.